Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều chương 24 Chớ ganh ghét kẻ làm ác, đừng ước ao ở cùng chúng nó, vì lòng chúng nó toan điều hủy phá và môi họ nói ra sự tổn hại. Nhờ sự khôn ngoan, cửa nhà được xây cất nên và được vững vàng bởi sự thông sáng. Nhờ sự tri thức, các phòng vi đều được đầy đủ, các thứ tài vật quý báu và đẹp đẽ Người khôn ngoan có sức mạnh và người tri thức gia thêm năng lực. Vì con phải nhờ mưu khôn mà đánh giặc. Đâu có nhiều mưu sĩ thì đặng toàn thắng. Sự khôn ngoan lấy làm cao xa quá cho kẻ ngu dại. Nó không mở miệng ra nơi cửa thành. Kẻ nào toan làm điều ác, người ta sẽ gọi hắn là kẻ gian dạo. Tư tưởng ngu dại là tội lỗi, kẻ nhạo bán lấy làm gớm ghiếc cho loài người. Nếu con ngã lòng, trong ngày hoạn nạn thì sức lực con nhỏ mọn thay hãy giải cứu kẻ bị đùa đến sự chết và chớ chối rỗi cho người đi siêu tó tới chốn hình khổ nếu con nói chúng tôi chẳng biết gì đến thì đấng mà cân nhắc lòng người ta há chẳng xem xét điều ấy sao và đấng gìn giữ linh hồn con há không biết đến ư chớ thì ngài sẽ chẳng báo mỗi người tùy theo công việc họ làm sao? Hỡi con, hãy ăn mật vì nó ngon lành. Tàn ong lấy lòng ngọt ngào cho ổ gà con. Con sẽ biết sự khôn ngoan nên linh hồn con cũng như vậy. Nếu con đã tìm được sự khôn ngoan, ắt sẽ có phần thưởng và sự trông đợi của con sẽ chẳng phải thành luống công. Hỡi kẻ ác, chớ rình rập nhà người công bình, đừng phá tan chỗ nghỉ ngơi của người vì người công bình giàu sa ngã bảy lần cũng trỗi dậy, còn kẻ hung ác bị tai vạ đánh đổ. Khi kẻ thù nghịch con sa ngã, chớ vui mừng. Lúc nó bị đánh đổ, lòng con đừng hớn hở, kẻo e Đức Giê-hô-va thấy điều đó mà chẳng đẹp lòng, bèn cất cơn thạnh nộ ngài khỏi nó chăng. Chớ nổi giận vì cớ kẻ làm ác, cũng đừng ganh ghét những người hung dữ, vì kẻ làm gian ác sẽ không được thiện báo và đèn kẻ hung dữ sẽ tắt đi. Hỡi con, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và tôn kính vua, chớ hội hiệp cùng kẻ phản nghịch, vì sự tai họa của chúng xảy đến thình lình, và ai biết sự phá hại của người này người kia? Những ngôn ngữ này cũng do kẻ khôn ngoan mà đến. Trong việc xét đoán, tư vị người ấy chẳng phải tốt lành. Kẻ nào nói với kẻ ác rằng ngươi là công bình, sẽ bị dân tộc rủa xả và các nước lấy làm gớm ghiếc mình. Còn người nào quở trách kẻ ác, ác sẽ được đẹp lòng và sự phước lành sẽ dán trên họ. Ai đáp lời chính đáng, tất nhiên hôn nơi môi miệng vậy. Hãy sửa sang công việc ở ngoài của con và sắm sẵn tại trong ruộng con, rồi sau hãy cất nhà của con. Chớ làm chứng vô cớ nghịch kẻ lân cận mình con há muốn lấy môi miệng mình mà phỉnh gạt sao chớ nên nói tôi sẽ làm cho hắn như hắn đã làm cho tôi tôi sẽ báo người tùy công việc của người ta cứ đi ngang qua gần ruộng kẻ biến nhát và gần vườn nho của kẻ ngu muội thấy cây tật lê mọc khắp cùng gai gốc che khuất mặt đất và tường đá của nó đã phá hư rồi ta nhìn xem bèn để ý vào đó ta thấy và nhận được sự dạy dỗ, ngủ một chút, chợp mắt một chút, khoanh tay ngủ một chút thì sự nghèo của con sẽ đến như một kẻ đi dạo và sự thiếu thốn của con áp tới như một kẻ cầm binh khí. Chương 15. Hỏi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy cùng đứng vững vàng trong đạo ấy và nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho. Bằng không, thì anh em giàu có tin cũng vô ích. Và trước hết tôi đã dạy anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh. Ấy là Đấng Christ đã chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn Đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Và Ngài đã hiện ra cho sê -pha, sau lại hiện ra cho 12 sứ đồ. Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em xem thấy. Phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Đoạn ngài hiện ra cho gia cơ rồi cho các sứ đồ. Rốt lại, sau những người ấy, ngài cũng hiện ra cho tôi xem như cho một thai sanh non vậy. Vì tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi nay là người thế nào là nhờ ơn Đức Chúa Trời và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác. Nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Ấy vậy, dầu tôi, dầu các người khác, đó là điều chúng tôi giảng dạy và là điều anh em đã tin. Và nếu giảng dạy rằng Đấng Christ đã từ cái chết sống lại, thì sao trong anh em có kẻ nói rằng những kẻ chết chẳng sống lại. Nếu những kẻ chết không sống lại thì đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. Lại nếu đấng Christ đã chẳng sống lại thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công và đức tin anh em cũng vô ích. Lại nếu kẻ chết quả thật không sống lại thì Đức Chúa Trời đã chẳng khiến đấng Christ sống lại mà chúng tôi đã làm chứng trái với Đức Chúa Trời rằng Ngài đã làm cho đấng Christ sống lại. Đã ra chúng tôi làm chứng dối cho Đức Chúa Trời. Vì nếu kẻ chết chẳng sống lại thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại thì Đức tin anh em cũng vô ích. Anh em còn ở trong tội lỗi mình. Vậy những kẻ ngủ trong Đấng Christ cũng phải hư mất đời đời. Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại. Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Và vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong Adam, mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ý, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại. Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình. Đấng Christ là trái đầu mùa, rồi tới ngày Đấng Christ đến những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. Kế đó, cuối cùng sẽ đến là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị và mọi thế lực, vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình. Kẻ thù bị hủy diệt sau cùng, tức là sự chết. Và Đức Chúa Trời đã để muôn vật dưới chân Ngài, mà đã nói rằng muôn vật phục Ngài thì chắc phải trừ ra đấng làm cho muôn vật phục ngài. Khi muôn vật đã phục ngài thì bây giờ chính mình con sẽ phục đấng đã làm cho muôn vật phục mình. Hầu cho Đức Chúa Trời làm muôn sự, trong muôn sự. Bằng chẳng vậy, những người vì kẻ chết chịu phép báp têm sẽ làm chi? Nếu kẻ chết quả thật không sống lại thì sao họ vì những kẻ ấy mà chịu phép báp têm? Lại sao chính mình chúng tôi giờ nào cũng ở trong sự nguy hiểm? Hỏi anh em, tôi chết hàng ngày. Thật cũng như anh em là sự vinh hiển cho tôi trong Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Nếu tôi theo cách loại người mà đã đánh cùng các loài thú ở thành Epheso thì có ích gì cho tôi? Nếu kẻ chết chẳng sống lại thì hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Anh em chớ mắc lừa bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. Hãy tỉnh biết theo cách công bình và chớ phạm tội. Vì có người không biết Đức Chúa Trời chút nào. Tôi nói vậy để anh em hổ thẹn. Nhưng có kẻ sẽ nói rằng, người chết sống lại thế nào? Lấy xác nào mà trở lại? Hỡi kẻ dạy kia, vật gì ngươi gieo, nếu không chết đi trước đã, thì không sống lại được. Còn như vật ngươi gieo, ý không phải là chính hình thể sẽ sanh ra, chẳng qua là một cái hột, như hột lúa mì hay là hột giống nào khác. Đức Chúa Trời cho nó hình thể tùy ý Ngài lấy làm tốt. Mỗi một hột giống cho một hình thể riêng. Mọi xác thịt chẳng phải là đồng một xác thịt, nhưng xác thịt loài người khác, xác thịt loài thú khác, loài chim khác, loài cá khác, lại cũng có hình thể thuộc về trời hình thể thuộc về đất. Nhưng vinh quang của hình thể thuộc về trời với vinh quang của hình thể thuộc về đất thì khác nhau. Vinh quang của mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng khác, vinh quang của ngôi sao khác, vinh quang của ngôi sao này với vinh quang của ngôi sao kia cũng khác. Sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy. Thân thể đã gieo ra là hai hư nát mà sống lại là không hai hư nát. Đã gieo ra là nhục mà sống lại là vinh, đã gieo ra là yếu mà sống lại là mạnh, đã gieo ra là thể huyết khí mà sống lại là thể thiên liêng. Nếu đã có thể huyết khí thì cũng có thể thiên liêng. Ấy vậy, có lời chép rằng, người thứ nhất là Adam đã nên linh hồn sống. Adam sau hết là thần ban sự sống. Nhưng chẳng phải thể thiên liêng đến trước, ấy là thể huyết khí, rồi thể thiên liêng đến sau. Người thứ nhất bởi đất mà ra là thuộc về đất. Người thứ hai bởi trời mà ra. Người thuộc về đất thế nào, thì những kẻ thuộc về đất cũng thế ấy. Người thuộc về trời thế nào, thì những kẻ thuộc về trời cũng thế ấy. Như chúng ta đã mang ảnh tượng của người thuộc về đất, thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh tượng của người thuộc về trời. Hỏi anh em, tôi đoán quyết rằng, thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em chúng ta không ngủ hết nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa trong giây phút trong nháy mắt lúc tiếng kèn chót vì kèn sẽ thổi kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát và chúng ta đều sẽ biến hóa Và thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết thì được ứng nghiệm lời kinh thánh rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng hỡi sự chết sự thắng của mày ở đâu hỡi sự chết cái nọc của mày ở đâu cái nọc sự chết là tội lỗi sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Vậy, hỏi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động. Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Chương 27 Gióp tiếp nói lẽ luận cao mình mà rằng Đức Chúa Trời đã đoạt lấy lý tôi, đấng toàn năng khiến linh hồn tôi bị cay đắng. Tôi chỉ sinh mạng của Ngài mà thề rằng hễ hơi thở tôi còn ở mình tôi và sinh khí của Đức Chúa Trời còn trong lỗ mũi tôi. Quả hẳn, môi tôi sẽ chẳng nói sự gian ác, lưỡi tôi cũng không giảng ra điều giả dối. Khi tôi đoán xét, không thể nào cho các bạn là phải. Cho đến kỳ chết, tôi chẳng hề thôi quả quyết rằng tôi trọn vẹn. Tôi giữ chặt sự công bình mình, không rời bỏ nó. Trọn đời tôi, lòng tôi sẽ chẳng cáo trách tôi. Ước gì, cừu địch tôi bị xử như kẻ ác, và kẻ giấy lên nghịch cùng tôi bị cầm như kẻ trái lẽ công bình. Dẫu kẻ ác được tài sản, Đức Chúa Trời cất lấy linh hồn nó đi. Vậy, sự trông cậy kẻ ác là gì? Khi sự hoạn nạn xảy đến cùng hắn, Đức Chúa Trời há sẽ nghe tiếng của hắn sao? Có phải hắn sẽ tìm được sự vui sướng mình nơi đấng toàn năng và thường thường cầu khẩn Đức Chúa Trời sao? Tôi sẽ chỉ dạy cho các bạn việc tay Đức Chúa Trời làm, không giấu các bạn ý của đấng toàn năng. Này chính các bạn đã thấy điều đó. Vậy, nhân sao còn có những tư tưởng hư không kia? Này là phần mà Đức Chúa Trời định cho kẻ ác và cơ nghiệp của cái cường bạo nhận lãnh từ đấng toàn năng. Nếu con cái hắn thêm nhiều, ấy để cho gươm giết, còn dòng dõi hắn ác không ăn cho no nê được. Kẻ còn sống sót lại của hắn bị sự chết vùi dập, và người quá bụa hắn sẽ không than khóc. Dẫu hắn có thâu góp bạc tiền như cát bụi, sắm sửa quần áo nhiều như buồn. Thật, hắn sắm sửa, xong rồi ra, người công bình sẽ mặc lấy, còn bạc, kẻ vô tội sẽ chia nhau. Người cất nhà mình như ổ sâu trùng, như chòi mà người giữ vườn nho thường cất. Hắn nằm xuống giàu có, xong sẽ chẳng được liệm. Nó mở con mắt ra, bèn chẳng còn nữa sự kinh khiếp thình lình áp vào hắn như thể nước luộc bão tố đoạt lấy hắn trong lúc ban đêm gió đông đem hắn đi bèn biệt mất một luồng dông lớn rứt hắn đi khỏi chỗ hắn đức chúa trời dáng tai vạ trên mình hắn chẳng thương xót lấy hắn rất muốn chạy trốn khỏi tay ngài người ta sẽ vỗ tay mừng về việc hắn và hút gió đuổi hắn khỏi chỗ ở của hắn. Chương 28 Bạc có mỏ để người ta đào lấy nó và vàng có nơi người ta luyện nó. Sắt từ nơi đất lấy ra, đá đúc chảy ra mà lấy được đồng. Loài người làm tan tâm tối, do xét đến cùng tột. Hòn đá ở nơi ấm ẩm tối tăm đen kịt người ta đào mỏ xa chỗ loài người ở trên thế, tại trong nơi vắng vẻ không chân người đi đến. Chúng bị treo và đồng đưa xa cách loài người. Đất sinh ra lương thực, còn ở bên dưới nó dường như bị lửa sao lộn. Các đá nó là chỗ có ngọc bích, người ta tìm được mạc vàng tại đó. Chim ăn mồi chẳng biết đường lối này, mắt chim ưng không tìm nó ra được thú dữ không hề bước trên nó, sư tử chẳng có đi ngang qua đó. Loài người tra tay trên hòn đá cứng, đánh đổ các núi từ nơi nền của nó. Người độc hang trong hòn đá, mắt nó tìm được mọi bửu vật ở trong. Người ngăn nước sông để chẳng rịn ra, đem ra sáng điều chi ẩn bí. Còn sự khôn ngoan tìm được ở đâu? Tại nơi nào có sự thông sáng? người ta chẳng biết được giá trị nó. Nó không ở tại trên đất của loài sống. Vực sâu rằng nó chẳng có trong tôi và biển rằng nó không ở cùng tôi. Chẳng dùng vàng ròng đổi lấy nó đặng, cũng không hề cân bạc mà mua được nó. Người ta không đánh giá nó với vàng ô phia hoặc với ngọc hồng mã não hay là với ngọc bích. Chẳng sánh nó được với vàng hay là pha lê. Cũng không đổi nó để lấy khí dụng bằng vàng ròng. Còn sang hô và thủy tinh thì chẳng cần nói đến. Giá trị sự khôn ngoan thật cao hơn châu báu. Ngọc sắc vàng Ethiopia nào sánh cùng nó được đâu. Cũng không hề đánh giá nó với vàng ròng. Vậy thì sự khôn ngoan ở đâu đến? Sự thông sáng ở tại nơi nào? Nó vẫn giấu khuất mắt các loài sống và tránh ẩn các chim trời chốn trầm luân và sự chết nói rằng lỗ tai chúng tôi có nghe tiếng đồn về nó. Đức Chúa Trời thông hiểu con đường nó và rõ biết chỗ ở của nó vì Ngài nhìn thấu tận các đầu thế gian và thấy rõ khắp thiên hạ. Khi Ngài định sức nặng cho gió, độ lượng cho các nước, định luật lệ cho mưa và lập đường lối cho chớp và sấm. Bây giờ, Ngài thấy sự khôn ngoan và bày tỏ nó ra. Ngài lập nó và dò xét nó nữa. Đoạn phán với loài người rằng, kính sợ Chúa, ấy là sự khôn ngoan. Tránh khỏi điều ác, ấy là sự thông sáng. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mỗi ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Jesus quýt, thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí trong tấm lòng của con như. Ấy là gian dâm, ổ ế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, mất bình, bè đảng, ganh gổ, say xưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng ngài ra khỏi con ngay giờ này, bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt ngài. Con nguyện thánh linh đức chúa trời đổ đầy, đầy dễ con chúa ơi, những bông trái của thánh linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhị nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi đức Chúa trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi ngài. Và con thành kính dâng lên cha lời cầu nguyện, trong danh Chúa Giêsu xu Amen cảm ơn bạn đã nghe chương trình tĩnh nguyện radio buổi sáng bạn ủng hộ chương trình bằng cách like chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng cảm ơn bạn hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo chúa yêu bạn rất nhiều